Ở nước ngoài, người ta triệt tiêu tham nhũng bằng cơ chế, bằng những thể chế chính trị. Trong thể chế đó, minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật được đặt lên hàng đầu. Có tam quyền phân lập mới có độc tư pháp, để xử bất kỳ ai phạm pháp, kể cả là tổng thống. Một công tố viên quèn cũng có thể buộc tội một thủ hiến bang hay buộc tội một tổng thống. Khi đã bị chứng minh là có tội thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ở Việt Nam, trị tham nhũng bằng quyền lực lớn hơn. Như vậy, câu hỏi đặt ra là kẻ quyền lực cao nhất nước ai sẽ trừng trị? Chả có ai cả. Vậy có kẻ có quyền lực lớn nhất tha hồ tham lam vơ vét và có quyền trừng trị kẻ tham nhũng khác mà không ai có thể đụng đến còng lông chân. Như vậy, cơ chế chống tham nhũng ở Việt Nam cho phép kẻ tham nhũng trừng phạt tham nhũng. Chỉ có kẻ mạnh thắng chứ không có kẻ trong sạch trong bộ máy nhà nước. Những mức lương công chức và so sánh với núi tài sản, có thể khẳng định 100% quan chức nhà nước có quyền lực đều tham nhũng. Vậy mỗi quan chức đều là một tội phạm tiềm ẩn. Như vậy rõ ràng, nay hàng loạt tướng công an sổ khám thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đấy chỉ là một cú knock out phe đối thủ mà thôi. Rồi cũng sẽ có đối thủ khác thách đấu. Rồi chống tham nhũng, nhưng rồi tham nhũng cũng tràn lan. Trên báo chí nhà nước có đề cập rằng chưa bao giờ nhiều tướng công an bị đề nghị bị kỷ luật như vậy. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho biết, ông rất buồn khi thấy hàng loạt tướng công an, cả người đang công tác và người đã nghỉ hưu, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận sai phạm, đề nghị thi hành kỷ luật. Vâng, điều đó đang diễn ra trong bộ máy này, nơi quyền lực độc tôn dẫn đến tha hóa độc tôn. Có ai ngờ rằng giống những người như Vũ Nhôm, chỉ qua một cơn ngủ là đã lên lon thượng tá công an. Trước ngày Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử kiến Phan Văn Anh Vũ từ Vũ Nhôm, Tòa án Quân sự Trung ương xử Đinh Ngọc Hệ tức Út Trọc, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật với một loạt tướng công an và quân đội. Trong đó nặng nhất là cách hết chức vụ trong đảng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và giáng cấp theo đúng quy trình. Tướng Thành phải trải qua kỳ họp Quốc hội vào tháng 10. Nếu bất chấp các quy định thì khả năng thành củi còn nhanh hơn. Về vụ trạm tướng, có người tổng kết rằng số tướng công an bị lột hàm sổ khám trong năm 2018 là 11 ông, còn nhiều hơn số tướng công an toàn ngành năm 1988. Tuần trước, lãnh đạo Đà Nẵng ông Trương Quang Nghĩa và Huỳnh Đức Thơ tiếp xúc cử tri, có một cha nội cố tình hỏi ngu vậy: ai cấp quân hàm thượng tá cho Vũ Nhôm? Vì sao Việt Nam không tham gia học tập, huấn luyện mà lại lọt được vào ngành công an? Trong hệ thống chính trị Việt Nam, công an và quân đội luôn có mặt trong các cơ quan cao cấp nhất, quyền lực nhất, cũng chỉ thua Bộ Chính trị và Chính phủ. Chuyện ai đó ngủ một đêm thức dậy trở thành thượng tá không chỉ có Vũ Nhôm. Đầu tháng Giêng năm 2011, Trung tướng Hữu Ước, tổng biên tập báo Công an Nhân dân, sau khi thành lập kênh truyền hình An ninh TV, bèn đưa anh Hoàng Xuân Quang qua làm phó giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình.
khu vực phía Nam. Hoàng Xuân Quang lúc đó là phó ban chương trình đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV. Nhưng đang ngồi chơi xe nước, Quang xuyên đi, HTV cũng không giữ. Ngay sau khi qua an ninh TV, phóng viên truyền hình Hoàng Xuân Quang lập tức trở thành thượng tá Hoàng Xuân Quang. Việc bổ nhiệm anh Quang từ dân sự ngang qua công an, cá rạc, gần như cả ngành đều biết. An ninh TV trực thuộc Tổng cục Chính trị Bộ Công an, theo tinh thần tái cơ cấu của ông Tô Lâm, sẽ sáp nhập chung với báo Công an Nhân dân và nhà xuất bản Công an Nhân dân thành cục truyền thông. Lẽ ra 18 tháng 7 là có quyết định nhưng lại bị hoãn. Nghe nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa ký, và lại cũng chưa có cái nhà nào đủ bự để ba ông này cùng ngồi. Hoàng Xuân Quang hiện đang là đại tá, phó giám đốc an ninh TV. Làm phóng viên lèn sàng, vác cái máy chả ma nào để, chứ rút cái thẻ đại tá công an thiên hạ nhiều thằng sợ tái đái. Lại nói về chuyện công an và quân đội làm kinh tế riêng, thì nó đã có từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Theo các anh chị nhớ lại, thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ trương mở rộng cho công an và quân đội làm kinh tế và sinh ra các tổng công ty nhà nước. Ông Khải về sau mới chủ trương dẹp các lực lượng vũ trang làm kinh tế. Nhưng lúc này họ đã lớn mạnh và cắm rễ sâu quá, lại thêm bầu ngân sách nhà nước cạn kiệt, khiến các công ty sân sau của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nở nồi, gây nên nhiều bất cập. Và hệ quả kéo dài, đó là việc mà hôm nay các tướng công an và ông thượng tá Vũ Nhôm Út Trọt phải đối diện. Về bề nổi thì vậy, còn chuyện thanh trừng trong nội bộ Bộ Công an và thượng tầng là những câu chuyện khác nữa. Những diễn biến liên tục chỉ trong 10 ngày, từ vụ đại tá Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông bị đá bay ra khỏi ghế đến trạm các tướng lĩnh Bộ Công an đã gây kinh hoàng trên diện rộng, cho thấy một sự thật hiển nhiên: quyền sinh sát cả dân tộc hiện đang nằm trong tay 17 ông Bộ Chính trị, mà ai cũng biết Tổng Bí thư Trọng là trùm cuối. Việc trạm tướng đang đánh mất thế cân bằng giữa bốn ông quyền lực Bộ Chính trị, Chính phủ, Công an và quân đội, kể cả các lề lối cũ của Đảng cũng đã bị phá vỡ hết, y như kiểu Tập Cận Bình đã làm ở Trung Quốc. Nhưng khốn nổi, Việt Nam không phải là Trung Quốc và Trọng không phải là Tập. Một bức tranh khá ảm đạm có thể hình dung: sau nhiệm kỳ này, đất nước không có luật pháp là cái không cần phải nói. Đảng cũng không còn đảng pháp, ai mạnh thì muốn làm gì thì làm. Việt Nam gắn sâu vào Trung Quốc, dù cố tỏ ra với dân là có sự gần gũi anh Mỹ. Khi một tổ chức phạm vào chính những truyền thống và lề lối do mình đặt ra, thì đó là sự chệch hướng của chính nó. Đó là chưa nói đến việc khủng hoảng nhân sự Bộ Chính trị. Những gương mặt sáng giá có thể ứng cử vào tim tứ trụ Đại hội 13 hiện vẫn chưa thấy minh chủ. Chuyến đi của ông Vương Đình Huệ vừa rồi qua Mỹ thất bại là bằng chứng khủng hoảng kế thừa. Ông Nguyễn Minh Chính sẽ là một Lê Đức Thọ thứ hai, nhưng mệt cái là không còn Lê Duẩn thứ hai để kiềm chế. Ông Vượng được bêm lên là một ngôi sao nhưng vẫn chưa đủ uy tín. À, cũng nên nhớ, theo quy chế thì từ Đại hội 12 trở về sau, ghế Tổng Bí thư đã không còn giới hạn tuổi tác. Ông Trùm, Nguyễn Phú Trọng cũng có thể ngồi lại nếu không bận đi cấp cứu. Lạc quan tếu mà nói, nhân dân hiện đã trưởng thành hơn rất nhiều.
ứa nước mắt mà nhìn rằng tương lai đất nước, tương lai dân tộc và tổ quốc này vẫn còn xa xăm và u tối làm sao.